Hello, xin kính chào các cô chú anh chị đã trở lại với kênh Nhà phố Vân Nguyên. Xin giới thiệu Vân là môi giới chuyên bán nhà phố khu vực Bình Thạnh, Phú Nhuận và các quận trung tâm tại thành phố Hồ Chí Minh. Nếu quý cô chú anh chị có nhu cầu ký gửi nhà bán chính chủ, hãy liên hệ với Vân qua số điện thoại được hiển thị bên góc trái của màn hình. Và trong buổi chiều ngày hôm nay, Vân xin giới thiệu đến quý cô chú anh chị một căn nhà nằm ở tầng trệt chung cư số 43 đường Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú Nhuận. Và vị trí của căn nhà mình á, thì xe hơi có thể đến tận nhà lượt được luôn nha. Trước nhà mình có một khoảng công viên nè, tổng diện tích sàn sử dụng lên đến hơn 100 mét vuông và đang được gia chủ cho bán chỉ với mức giá là 5 tỷ 500 triệu còn thương lượng thôi. Và bây giờ Vân quay cho quý cô chú anh chị xem khu vực xung quanh của căn hộ mình nha. Căn mình hộ mình là khu vực tầng trệt, chung cư 43 đường Hồ Văn Huê. Và đây là đường vào nhà mình nè. Đường vào nhà mình thì hai xe hơi có thể dễ dàng tránh nhau được. Phía trước nhà còn có một khoảng công viên nè, cây xanh thì mình sinh sống ở đây thì có thể dễ dàng ra đây để tập thể dục nè. Và đây là căn hộ chung cư Vân xin giới thiệu đến quý cô chú anh chị nha. Căn hộ của mình nằm ở lô B của chung cư số 43 Hồ Văn Huê. Chiều ngang khoảng 8 mét, chiều sâu vào khoảng 8 mét. Diện tích sàn công nhận trên sổ là 82.9 mét vuông, nhưng mà tổng diện tích sử dụng có thể lên đến 100 mét vuông luôn. Và ở phía trước nhà mình nè, có một cái phần khoảng hiên, mình có thể đậu xe trước nhà mình được ha, hoặc là mình dễ dàng mình kinh doanh buôn bán phía trước nhà. Đối diện nhà mình có một công viên nè. Dân cư ở đây thì có thể ra đó để tập thể dục mỗi ngày, đậu xe ô tô trước nhà mình luôn cũng được. Và bây giờ Vân xin mời mọi người cùng tiến vào trong để tham quan chi tiết căn nhà nha. Đây, nhà mình có kết cấu là một trệt một lầu nè. Mình có tổng cộng là 3 phòng ngủ và 2 nhà vệ sinh. Ở đây là không gian của khu vực phòng bếp, được tách biệt ra khỏi khu vực phòng khách nha. Gia chủ trang bị sẵn cho mình một hệ tủ bếp trên dưới bằng gỗ. Mặt bếp được ốp đá hoa cương màu đen. Và đây là nhà vệ sinh ở khu vực tầng trệt nè. Và phía ngoài này là khu vực phòng khách. Nhà phía bên tầng trệt mình có một cái phòng ngủ nè. Đây là phòng ngủ dưới trệt. Ngoài có hai con mèo ngủ kìa. Hàng mèo dễ thương quá. Dạ dính. Này, và đây ở khu vực này thì nhà mình có một cái kho nè. Dạ vâng, xin mời mọi người cùng tiến lên khu vực lầu 1 nha. Dạ. Vậy luôn rồi. Quên. Và đây là không gian của khu vực trên lầu của mình nha. Đây mình có một cái khoảng trống ở đây nè. Mình có thể sử dụng khu vực này để làm khu vực sinh hoạt chung cho gia đình cũng được. Đó xin quay cái ổ này. Dạ. Cái ổ này. Đây. Và đây là phòng ngủ thứ hai ở trên lầu nè. Ở phía trước này mình có ở khoảng ban công nè, nếu cô chú anh chị có nhu cầu sử dụng á, mình có thể lót gạch và sử dụng luôn khu vực ban công phía trước này. Căn hộ chung cư tầng trệt này thì đã có sổ hồng đầy đủ. Vị trí mình thì gần mặt tiền đường Hồ Văn Huê, di chuyển sang sân bay Tân Sơn Nhất chỉ khoảng 10 phút. Và đây là nhà vệ sinh ở khu vực lầu 1 này. Được trang bị với một số thiết bị vệ sinh cơ bản, gạch ốp, phun tường.
khu vực trống ở đây là mình có thể làm thêm một cái phòng thứ ba cũng được nữa. Ở trên đây là mình cũng có một cái kho luôn này. Mình cùng coi lại của không gian của khu vực lầu một nha. Và với một căn nhà chung cư tầng trệt nằm ở vị trí siêu đẹp như thế này đang được gia chủ chào bán với mức giá là 5 tỷ 500 triệu, còn thương lượng trực tiếp với chính chủ. Nếu quý cô chú anh chị có quan tâm đến căn nhà này, hãy liên hệ ngay với Vân qua số điện thoại được hiển thị bên góc trái của màn hình. Đừng quên bấm đăng ký để theo dõi những căn nhà đang được chào bán. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.